Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để tạo được hiệu ứng trem trên ảnh. Thì đầu tiên cái hiệu ứng trem là hiệu ứng gì? Hiệu ứng trem. Trem ha. À, các bạn có thể thấy hiệu ứng trem. Cái hiệu ứng trem này đại khái mình có thể hiểu là nó là một cái tương đối giải thích sao? Ý là cái hình thức cái hình này á nó chủ yếu hai tông màu trắng và đen. Chỉ có trắng và đen thôi. Và ứng dụng của nó là việc chúng ta in ảnh lên áo. Ví dụ như là ảnh đặc biệt là trên lụa ch�ng hạn thế. Bởi vì các bạn biết là trên cái lụa nếu như chúng ta phun mực để mà tạo được cái hiệu ứng sáng tối á thì nó sẽ phải bơm nhiều lớp mực, nó không giống như là in vải thường, in giấy thường. Như giấy thường á nó có nhiều cái in, nhưng mà ví dụ như là in nhiều lớp lên thì nó sẽ hoặc là in phủ màu, phun màu ra cho nó phù hợp. Tuy nhiên là trong cái in trên lụa hay là trên một số loại vải thì cái việc in nó không có phù hợp nữa và nó phải có một cái cách thể hiện khác, đó là chỉ có ứng dụng trên những cái chấm thôi. Và những cái chấm này nó gọi chấm trem. Đấy, khai thế. Nhưng mà ở đây mình không xuất ý đến lụa. Mình chỉ muốn tạo cái hiệu ứng nhìn như vậy cho đẹp thôi. Thì đây như sau. Các bạn sẽ có cái ảnh ha. Các bạn sẽ vào Image Mode. Chúng ta sẽ phải vào Bitmap. Tuy nhiên ở trong Bitmap, trong Photoshop thì nó không có hiệu lực với lại ảnh màu. Cho nên buộc chúng ta phải chuyển qua Grayscale trước. Ở đây mình đã click qua Grayscale. Các bạn có thể chỉnh lại ở trong cái đâu rồi phải của mình ở đây đây này. Các bạn có thể chỉnh lại trong black and white trước khi chúng ta chuyển sang grayscale. Tự nhiên đây mình cảm thấy vậy là ok rồi. Thì đây mình sẽ đã có rồi, mình sẽ vào lại mod thì các bạn có thể thấy đây cái bitmap đã sáng lên như hồi nãy là không có ha. Giờ chúng ta click vào bitmap. Trong bitmap các bạn sẽ chọn cái resolution cho nó phù hợp. Ở đây mình đang là hình này đang 300, mình sẽ để nguyên 300. Và ở cái method, tại sao nó cho cái method? Bởi vì cái method này á, ảnh chúng ta đang là ảnh grayscale, tức là có cả màu xám trong đó. Và ở cái ảnh bitmap á, khi chúng ta chuyển qua bitmap thì nó không cho màu xám nữa và nó chỉ có trắng và đen thôi, cho nên nó cho chúng ta nhiều giải pháp để thể hiện cái độ sáng tối bằng cái màu trắng đen đó như thế nào. Thì đây có nhiều cách mà cái cách chúng ta sử dụng đó là halftone screen. Ta sẽ chọn là halftone screen ha, màn hình bán màu. Click OK vô thì nó sẽ tiếp tục hiện ra màn hình hiện ra cửa sổ halftone screen. Ở đây mình nó cho chúng ta điều chỉnh một số thông số. Đây là angle 45 độ. Cái shape ha, đầu tiên cái shape trước đi. Đây mình có hình tròn ha, đây mà là hình kim cương này, elip nè, hình sọc nè, hình chữ nhật, hình vuông nè, đây hình chữ thập. Tuy nhiên đây mình sử dụng hình tròn ha, round. Bởi vì round cho nên cái angle nó không còn quan trọng nữa, hình tròn mà đâu có góc gì đâu. Frequency tần số thì cái ý nó muốn hỏi là trên một cái inch, một đường ngang như vậy, line trên inch. Thì ở đây là chấm đi. Thì nó đang hỏi mình là bao nhiêu chấm trên một inch. Ở đây mình để là 30. Tùy các bạn có thể để đẩy lên. Ví dụ như là mình muốn 45 chẳng hạn thế. Đây để thử để mà thử để mà có trước ha. Lot thì nó lot một số cái halftone screen, một số cái điều chỉnh trước rồi. Không có gì. Mình cứ ok thôi. Các bạn có thể chỉnh lại sau này. Đây là mình đã click sử dụng là 45, tức là trên một cái inch, trên một inch, trên một đường thẳng inch ha, một inch ha, thì nó sẽ có 45 chấm. Và đây các bạn có thể thấy là những cái sắc độ nó đã chuyển bằng cách sử dụng những dấu chấm, cái chấm 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 và chấm đen vậy thôi. Thì khi mà in á thì máy in nó sẽ dễ thực hiện hơn. Nếu như ta click như vậy thì có thể thấy chưa rõ, nhưng mà khi ta click nhỏ lại thì những cái chấm đó nó càng liên kết với nhau á, chúng ta càng nhận ra cái ảnh cũ. Thì đó là cái cách chúng ta chuyển một cái hình
sang ảnh chấm tem, hiệu ứng tem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tút này. Trong khoảng thời gian này mình đang bị bệnh cũng như là bị deadline dí, cho nên là cũng chưa thực hiện được cái tút gì nhiều. Mong các bạn thông cảm và nhớ like và subscribe kênh của mình ha. Sắp tới mình sẽ có nhiều cái tốt hơn. Cảm ơn các bạn.